Xin chào anh ha. Dạ, chào em. Dạ. Đây, có gì anh cầm cái mic cao cao lên cho em tí nhỉ, bởi vì hôm nay trời mưa đó. Dạ. Rồi anh gửi lời chào đến những khán giả và điều đấy anh em mình bắt đầu nhé. Anh cũng chúc vợ chồng Thành Nguyên được nhiều mạnh khỏe và vui vẻ. Và anh cũng chúc cô bác và anh chị em trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào. Rồi anh cho em hay nào, hôm nay anh đến từ đâu ạ? Anh An Phú, An Giang đến, anh trở An Phú, An Giang. Huyện An Phú, An Phú, An Giang. An Phú, An Giang. Mình đi về đây lúc nào anh hả? Anh đi đến đây lúc 10 giờ. 10 giờ sáng. Ừ. Đến bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều rồi. Hôm nay trời mưa với lại là cái lượng khách đến cũng khá là đông. Cho nên là mọi người chờ cũng hơi lâu. Rồi các anh mà phỏng vấn cuối cùng thường là cứ nhường với những người khác làm trước không à? Anh thành ra là mấy người đi xa đó em. Cái sự nghiêm túc của mình với cái chặng đường cũng khá là xa, Thành Nguyên cũng chúc cho anh thật là nhiều may mắn anh ha. Anh cũng cảm ơn em. Rồi bây giờ anh giới thiệu về bản thân cho em nghe nào. Anh tên Trương Tuấn Quý, trong giấy anh thì sinh 1973, còn ngoài anh thì 1970. Anh Trương gì ạ? Trương Tuấn Quý ạ? Trương Tuấn Quý. Tuổi thật là 1970. Còn trong giấy là 1973. Trong giấy 1973. Năm nay là 53. 54 tuổi em. 54. Tình đạo hôn nhân của anh Quý là như nào? Hôn nhân anh 1996 là anh lập gia đình. Lập gia đình có hai cháu. Đứa cháu gái, đứa cháu trai. Ở tới 2011 cái cô ấy cứ bỏ đi hoài, bỏ đi rồi cãi người này người kia, là ở năn nỉ rồi thấy con mình tới tuổi vậy thì rồi sợ theo mẹ nó hư á, rồi cũng cho về rồi cô ấy cũng đi nữa, lên quay vài tháng cô ấy cũng đi nữa, đi 3 lần như vậy đó. Anh nghĩ chắc làm như hết duyên hết nợ rồi cô ấy đi không. Thiệt sự Thành Nguyên thì Thành Nguyên không biết được là gia đình anh đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà Thành Nguyên rất là bị dị ứng khi mà người vợ mà làm cái điều đó, bởi vì theo Thành Nguyên nghĩ nha, không phải là tất cả nhưng mà đa phần khi phụ nữ mà đã theo người khác đó, thì gần như là cạn tình cạn nghĩa với cái người chồng con này, thậm chí cả con luôn. Đa phần là vậy. Con anh già 20, đứa gái 26 tuổi rồi, đứa trai 25 tuổi, đứa trai thì theo mẹ, còn gái thì theo anh, nhưng mà anh gả rồi, có cháu rồi. Công việc chính của anh Quý là anh đang làm gì? Anh lái tàu, anh có ghe nhà 120 tấn, anh đi chở cho công trình đó, với bờ kè, người dân nào kêu thì anh đổ. Là anh lái luôn? Anh lái luôn. Công việc đó nó có đều không anh? Nó cũng lúc trước thì đều, bây giờ dịch bệnh rồi nó cũng lâu lâu vậy, nó cũng bấp bênh đó mà. Nếu mà chạy đều được thì nó cũng mình sống được. Bình quân thì anh có tính được không? Một tháng bao nhiêu có tính được không? Bình quân chắc một tháng chắc cỡ 20 triệu, nếu mà chịu chạy xuyên suốt là 6-70 triệu một tháng lận. Còn mấy cái tháng mình đậu là mình không đi được, mình bù qua. Nói chung bù qua xếp lại là đâu đó qua cũng 20. Rồi hiện tại là anh sống có một mình thôi. Anh sống một mình. Anh không vướng bận gì buồn hết. Từ thời điểm đó đến nay thì anh có tìm hiểu thêm ai nữa? Có, anh có lập gia đình với một cô tạo đi đó mà không có ai. Rồi cha mẹ bảo anh phải lập gia đình, nửa đêm nó hôm bệnh hoạn là không ai lo có mình anh đó. Rồi anh mới lập gia đình với cô đó là 8 năm nay rồi. Bây giờ cô đó không chung thủy, sống với anh là tàn là giả dối không. Tới mà chín mùi rồi đủ ấy rồi là cô ấy tụm một cái một, anh không còn gì hết. Rồi đi theo người khác. Tính ra phần đàn ông cũng giống như bèo dạt mây trôi ấy nhỉ. 12 bến nước, không biết bến nào trong, bến nào đục nhỉ.
mình sống thật, còn sinh ra đàn ông nó khổ vậy đấy, sao sống giả. Rồi ok thì chúc cho anh sau chương trình ngày hôm nay anh sẽ nắm được bàn tay của người mình thương thôi. Dạ. Cái mảnh ghép mà anh mong muốn tìm kiếm ở các cô là như nào? Cũng anh cũng ly dị ly hôn một năm nay rồi, rồi anh cũng đến đây cũng nhờ thành viên ghép cho anh một mảnh ghép với cô Liêu Thị Mọi Em á. À, chị Mọi Em á. Anh có xem. Dạ. Yeah. Điều gì ở chị Mọi Em mà anh ở Trà Vinh đó em. Dạ. Yeah. Một cái điều gì ở chị Mọi Em mà anh thích nhất nào? Anh thích cô ấy là có sự hiếu hạnh. Anh đồng cảm với cô ấy. Hiếu hạnh, cô ấy nghị lực. À, vừa làm cha mà vừa làm mẹ. Cô ấy cũng hòa đồng với là ở xóm ghiền ở cô bác, anh cảm mến. Dạ. Anh có xem cái clip mà em đến nhà của chị không? Có. Ừ. Anh có xem. Anh thấy anh có dễ dàng vượt qua 4 cái cửa ải đó không? Anh thấy có thể anh vượt qua. Có thể được đó. Dạ. Dạ. Em thấy chị Mọi Em thì dễ rồi đó, nhưng mà mấy bài gì thì cũng khá là lo lắng với chị. Thành ra là các dì cũng có bảo rằng là muốn đến với chị thì phải vượt qua 4 cánh cửa này. Nhưng mà Thành Nguyên nghĩ dễ thôi, 4 bà gì đó thấy dễ lắm. Nói chung với em thì sống thật, cái gì nó cũng ra là thật. Dạ, yeah. Quan trọng ra cái mẫu chốt đó. Mình gió trá thôi. Đúng rồi. Khi mà mình sống thật đó thì người ta sẽ cảm nhận được và cái gì đấy nó sẽ đến thôi. Đúng còn rồi. Khi mà mình không thật thì làm sao mà người ta thật lại với mình bởi vậy. Là vậy. Cuộc sống mà. Rồi ok thì sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này đến cho chị Mọi Em. Đó là đủ duyên. Còn trường hợp như nếu mà không đủ duyên thì anh có mở lòng với những chị em khác không? Anh hả? Cái đó chắc tùy duyên đi em ơi. Tùy duyên ha. Nhưng mà cũng có đúng không? Cũng có. Thế rồi các cô sau này mà đến với anh thì anh mong muốn cái độ tuổi rồi công việc điều kiện như nào không? Độ tuổi thì từ 49 trở lên 54 thôi. Đại rồi 49 lên 54. Rồi sau này mà kết nối được rồi thì anh tính cái hướng tương lai cho hai người như nào? Tương lai thì anh còn chiếc tàu đó để đi kiếm, nếu mà em nào mà thuận duyên thì xuống tàu đi với anh cũng được. Còn anh đi thì chắc cũng được rồi đúng không? Anh đi cũng được. Thì ví dụ anh đã coi xem cái clip của là cô Mọi Em đó rồi. Đó, anh cũng bôn ba với đời là đã mấy chục năm rồi. Bây giờ anh cũng muốn là về giường đựng mình ở an hưởng tuổi già, vô đó không gia chạm với đời, không bôn ba nữa. Mình lo hơn chăm sóc hơn lẫn nhau tới tuổi già rồi. Dạ. Thì thấy chị Mọi Em bảo là chị không có đi được. Đúng rồi. Thế nên là các anh có đi về thì về thế chứ chị đã chịu rồi đó. Anh có nghe em chia sẻ, Mọi Em chia sẻ là không có đi được. Dạ. Điểm mạnh và điểm yếu của anh là như nào? Điểm mạnh của anh thì anh lo làm, anh làm chừng nào mà rồi mới anh mới chịu. Đi lái tàu này lái, nhiều khi lái anh lái 30 mấy tiếng mới tới chỗ mà anh cũng quay phải ngồi lái một mình đó, anh lại ngồi lái. Dạ. Rồi. Trong cuộc sống thì anh có tham gia những cái tệ nạn xã hội không? Không. Cờ bạc cá độ. Anh không có vướng vào. Mọi Em chia sẻ là mấy cái mà Mọi Em không đồng ý là anh đã có sẵn trong người, anh không có dính vô mấy cái chuyện đó. Rồi bia rượu thuốc lá này kia là chắc thuốc cũng, lá thì cũng anh có không? Cũng chút. Như đi giao tiếp với anh ta thì uống rượu uống ít thôi. Dạ. Yeah. Thì 2-3 tháng anh không uống một miếng đồ uống, nó không có giao tiếp. Dạ. Còn dạ. Này nó thì mình không uống. Rồi ok anh, thì Thành Nguyên cứ ghi nhận như vậy đi. Rồi sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp đến cho chị Mọi Em ha. Nếu như chị hồi đáp được lại sớm thì quá tuyệt vời. Còn nếu như không thì anh xem kênh của Thành Nguyên, thấy ai đó phù hợp thì anh cứ gọi cho em để lấy số. Rồi mình trò chuyện xem sao. Dạ.
Rồi cuối chương trình thì anh có điều gì đó muốn nhắn gửi đến cho chị mọi em cũng như là khán giả vài điều trước khi Thành Nguyên tạm dừng lại không? Anh cũng muốn mà chia sẻ ấy, gửi đến các vị con cảm ơn là em mỗi em là thật lòng. Các vị yên tâm, con hứa nếu mà con thí dụ mà con được em chọn là con sẽ thương yêu em đến hết nửa đời còn lại. Và con cũng chúc các vị được nhiều mạnh khỏe và niềm vui. Và anh cũng chia sẻ đến mọi em, anh đồng cảm với em, thấy em chia sẻ lên đó là anh đồng cảm. Anh cảm ơn em thật lòng. Thế anh hồi hộp quá nhỉ? Dạ, điều này mà thấy rung quá. Hồi nào giờ anh không có lên sóng. Dạ, dạ. Dạ. Ok anh, Thành Nguyên cũng hy vọng là chị sẽ nghe được rồi sẽ hồi đáp lại sớm cho anh ha anh ha. Dạ. Anh hứa nếu mà em chọn thì anh sẽ yêu thương em hết phần đời còn lại. Và anh cũng chúc em mạnh khỏe và luôn luôn vui vẻ. Dạ. Rồi ok anh. Rồi Thành Nguyên cũng chúc cho anh thật là nhiều may mắn thành công cũng như là sớm được ý trung nhân mình hồi đáp lại sớm cho anh ha. Dạ, chúc cho anh trên đường về vạn sự bình an. Rồi cuối chương trình anh cũng chúc em được nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Đừng em ngoài có sức khỏe để anh làm cái chuyện này rất ý nghĩa. Yeah. Cũng chúc cho các cô chú trong cộng đồng mạng ngoài nước và trong nước một ngày an lành và hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Thành Nguyên chào anh ha. Rồi, chào.